trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một bộ kìm phe hay là kìm phanh hay là kìm mở phe mở phanh gì đấy cũng được. Mã hàng là 404-404-S41 của hãng Elora, sản xuất tại Đức. Bộ này thì hình như là khách đặt về lần đầu tiên, em nhập về lần đầu tiên. Em sẽ review cho mọi người xem ha. Thì ở trong catalog là thấy cái bộ này nó có trọng lượng là 801g. Thì nó sẽ gồm 4 cái kìm như thế này. Kìm này là kìm mở phe cán trần. Nó sẽ gồm 4 cái. 4 cái đựng trong 4 cái hộp riêng như thế này luôn. Mã hàng của cái đầu tiên là 473-Z21. Cái thứ hai là 474-A2, 473-Z2 và 474-A21. Thì mình sẽ mở ra xem từng loại nó sẽ như thế nào ha. Cái đầu tiên mã hàng là 473-Z2. Trên cái hộp, vỏ hộp có ghi mã hàng và trên cái đầu của cái kìm cũng có khắc laser mã hàng luôn. 473-Z2, made in Germany, sản xuất 100% tại Đức. Thì nhìn cơ bản ở bề ngoài của cái kìm này thì nó là cán trần. Đó. Cái cán cầm nè, mọi người nhìn thấy hãng Elora họ tạo cái khí như thế này. Đó. Mục đích là làm ma sát với cái tay của mình khi mình cầm, mình thao tác á, mình bóp á, nó sẽ không bị trơn tuột ha. Loại cán trần. Đó. Đây là loại đầu thẳng. Kìm này là kìm mở phía trong, nó không có cái lò xo ở chính giữa này thì mọi người sẽ nhận biết nó ngay đó là kìm mở phía trong. Loại này là loại đầu thẳng. Thì 473-Z2 nó sẽ có cái đường kính phe là 19-60mm. 19-60mm ha. Rồi cái đầu tiên. Cái thứ hai là 473-Z21. Nhìn cái hình ở bên ngoài thì nó là mũi cong nè, kìm mở phe trong, mũi cong. Mũi cong này là cong 90 độ luôn nha mọi người. 473-Z21 thì đường kính phe của nó cũng là 19-60mm. Kiểu dáng thiết kế cái chui rồi giống như nhau hết, nó chỉ khác cái mũi là mũi thẳng và mũi cong thôi. Rồi tiếp theo cái thứ ba là 474-A2. A thì chắc là kìm mở phe ngoài, đúng rồi. Đây. Có cái lò xo ở chính giữa thì sẽ là kìm mở phe ngoài nha mọi người. Lò xo này là lò xo dạng thanh. Đó. Mã hàng trên này có ghi là 474-A21, nó là kìm mở phe ngoài đầu cong hay là mũi cong 90 độ. A21 thì mã hàng thì đường kính phe cũng là 19-60mm luôn. Ba cái rồi ha. Cái cuối cùng, mã hàng 474-A2. Đó, nó cũng là kìm mở phe ngoài, nhưng mà mũi nó là mũi thẳng. Đó, size này giống nhìn cỡ như nhau, cũng là đường kính cũng là 19-60 luôn ha. Nó chỉ khác cái mũi cong và mũi thẳng thôi. Đó. 474-A2 ha. Vậy thì cái bộ kìm này nó sẽ gồm 4 cái, là gồm 2 cái đầu thẳng và 2 cái đầu cong 90 độ. Đường kính phe đều là 19-60mm và 2 cái mở phe trong và 2 cái mở phe ngoài. Đó. Mã hàng là 404-S41. Trọng lượng là 801g. Nó sẽ bao gồm 4 cái cây kìm mở phe cán tròn như thế này.